Xe cứu hỏa này. Đấy, đây là xe cứu thương đúng không? Các bé sẽ bấm đây này. Đấy. Đó, đây là cái xe gì? Đây là xe cảnh sát đúng không? Mình sẽ bấm vào xem này. Đó. Chào mừng các em đến với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay anh muốn giới thiệu các em một bộ đồ chơi và cũng là một bộ học tập để giúp các bé sẽ học được tốt hơn. Rồi, các em sẽ cùng anh mình sẽ cùng khám phá nhé, xem là bạn ấy sẽ giúp được gì cho các em nào. Đây, chính là một bộ bảng thông minh giúp các bé sẽ học giỏi hơn nào. Các bé sẽ cùng anh mình sẽ đi tìm hiểu. Bạn ấy sẽ giúp gì nhá. Đây là món quà anh sẽ tặng cho các bé nếu mà video sẽ đạt được 10.000 view. Ngoài ra, hàng tháng anh sẽ bốc thăm để gửi quà cho các em vào ngày 29 nhé. Rồi, xem nào. Bạn này sẽ bảo dùng pin đấy các bé. Bạn này dùng mấy cục pin nào? 3 cục pin nè. Đấy. Ngoài ra bạn ấy sẽ có thêm rất là nhiều cái hướng dẫn chi tiết anh sẽ chia sẻ với các em. Đây, bây giờ mình sẽ khởi động bộ bảng điều khiển lên nhá. Đây anh sẽ bật nè. Đấy. Đấy, các em thấy không? Bạn rất là thông. Bây giờ mình sẽ khám phá bạn ấy nhé. Các bé nhìn này, đây là hình xe đạp này. Mình sẽ bấm nhé. Đó. Các bé thấy bạn ấy thông minh không? Bây giờ tiếp theo nhé. Đây là hình xe máy này. Đó. Đây là cái ô tô này. Đấy. Đây xe cứu hỏa này. Đấy, đây là xe cứu thương đúng không? Các bé sẽ bấm đây này. Đấy. Đó, đây là cái xe gì? Đây là xe cảnh sát đúng không? Mình sẽ bấm vào xem này. Đó. Đây là tàu hỏa này. Đấy, tàu hỏa đúng không bé? Tàu gì? Tàu điện này. Đây là xe cần cẩu này, mình sẽ bấm vào xe cần cẩu nhé. Đấy. Đây tàu thủy nè. Đó. Bạn rất là thông minh nhé. Bạn sẽ giúp các em học tập tốt hơn này, biết tất cả những đồ vật này thân thuộc nhất đối với chúng ta đúng không? Bây giờ đây là cái gì đây? Cái khinh khí cầu này. Đấy. Đây là một chiếc khinh khí cầu này. Mình sẽ bấm đây nhé. Đấy. Xe đạp điện nè. Đó. Đây là gì? Đây là ván trượt nè. Đó. Mình sẽ khám phá hết nhé. Làm lại từ đầu nhé các em. Đây là đường hàng không nè. Đây là thuyền gì? Thuyền nan đúng không? Mình sẽ bấm vào thuyền nan này, xem bạn có nhắc là thuyền nan không nhé. Xe gì đây? Xe tải này. Đó, các bé thấy không? Bạn rất là thông minh. Ngoài ra nhé, bạn còn giúp được các bé học nào là bảng chữ cái này, giao thông này, nào là số này, nghề nghiệp nữa này. Đấy, thực vật này. Đấy, động vật này. Đấy, bạn giúp các em còn học được cả tiếng Anh nữa cơ. Bạn rất là thông minh luôn nhé. Mình sẽ thử lại nhé. Đấy, mình sẽ thử nào. Xe đạp nhé. Đây là xe máy này. Xích lô này.
máy bay đi này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Mình kiểm tra xem nào. Đấy, các bạn ấy đố mình là tìm xe đạp ở đâu. Đây là chiếc xe đạp đúng không? Các bé sẽ bấm vào xem bạn ấy trả lời có đúng không nhá. Thuyền buồm mà, các bé tìm cho anh xem đâu là thuyền buồm nào. Thuyền buồm ở đâu? À đây là thuyền buồm đúng không? Mình bấm thử xem nào bạn này, bạn ấy có nhắc mình là đúng nhá. Đây là chiếc xe lưu, mình bấm thử xem nào bạn ấy có bảo là đúng thuyền buồm nhá. Đó. Đấy. Đó. Thì mình sẽ bấm vào đây nhé, bạn sẽ xem nào bạn nói đúng nào. Đấy, bạn thông minh chưa? Ô, xe tải à? Đây là chiếc xe tải nha. Đấy, mình bấm vào xem nào có đúng nhé. Hay mình bấm sang xe ngựa đi. Xem bạn ấy có nhắc mình không nào. À, xe tải. Đây là chiếc xe tải này, mình sẽ bấm vào nhé, bạn sẽ nhắc này. Đấy. Xe máy à? Xe máy à? Đấy phải xe máy nhỉ? Mình bấm. Ô. Xe máy à? Ô. Phải xe máy đây không các bé? Mình bấm thử nhé. Ô. Ô. À, cái xe máy đây rồi. Đấy. Đúng không các bé? Đây xe máy này, mình sẽ bấm nhé. Anh bấm nhá. Đấy. À, xe xích lô à? Xe xích lô đây nè. Đấy, mình bấm nhá. Câu trả lời chính xác. Đấy, các bé giỏi chưa? Xe cứu thương ở đâu? Xe cứu thương à? Đây là xe cứu thương này. Đấy, các bé giờ thông minh rồi. Các bé sẽ trả lời đúng thôi ha. Đấy. Xe đạp điện à? Xe đạp điện ở đâu ta? À, đây à? Chưa đúng rồi, À, sai à? hãy suy nghĩ thêm một chút. Ừ. Ô, xe đạp điện ở đâu nhỉ các bé? À, đây à? Mình muốn thử xem để xe đạp điện không nhá. Cái xe đạp điện ở đâu vậy ta? Đây à? Chưa đúng rồi, chúng ta cùng làm câu hỏi tiếp theo nhé. Bé hãy tìm xem ô tô ở đâu? Ô tô à? Đây rồi, đúng ô tô này nè ha. Đúng rồi, bé hãy tìm xem khách ở đâu? Xe khách hả? Nào, xe khách đâu vậy ta? Đâu? Đây à? Chưa đúng rồi, hãy suy nghĩ thêm một chút. Bé À, hãy xe tìm khách. xem khách ở đâu? À, xe khách đây nè. Câu trả lời chính xác. Đó. Bé hãy tìm xem xe đạp ở đâu? Xe đạp hả? Cái xe đạp nó ở đâu vậy ta? Đúng rồi, bé hãy tìm cano ở đâu? Cano à? Cano ơi, bạn ở đâu? Đây à, cano à? Chưa đúng rồi, hãy suy nghĩ thêm một chút. À. Bé hãy tìm xem cano ở đâu? À, cano đây rồi. Bấm nha. Đúng rồi, bé hãy tìm xem ô tô ở đâu? Ô tô hả? Đây nè. Câu trả lời chính xác. Yeah. Bé hãy tìm xem khách ở đâu? Xe khách hả? Đúng rồi, bé hãy tìm xem thuyền buồm ở đâu? À, bây giờ các bé xem mình sẽ tìm hiểu lại xem là bạn ấy hướng dẫn mình cách đọc nha. Đấy, mình sẽ bấm một nút học tập này. Đấy. Có xe gì đây? Cái đây là giày ba tanh này. À. Đấy. Cái gì đây? Đây là tàu điện này. Đấy. Các bé thấy bạn ấy thông minh không? Rất là thông minh.
sẽ giúp các bé học tập tốt hơn đấy. Ngoài đồ chơi ra bạn ấy còn là giúp các em học tập rất là hữu hiệu. Cái gì đây? À, cái tàu ngầm nè. Cái gì đây? Đây là đường sắt này. Thuyền nan này. Xe đua này. Đấy, các bé thấy không? Bữa nay mình chỉ học qua đến là chúng ta chỉ học về các phương tiện giao thông thôi đúng không? Ngoài ra là bạn ấy dạy cho chúng ta là bạn chữ cái này, alphabet này, đấy. Hình dạng này, hình dáng này, đấy, số này, nghề nghiệp này. Đấy, lại dạy mình cả nghề nghiệp cả tiếng Anh nữa, ngoài ra dạy tiếng Việt và dạy tiếng Anh luôn đấy. Thực vật này. Nào. Đấy, đấy cũng là thực vật này, động vật này, đấy. Nhiều chưa? Khi mà bữa nay anh sẽ chia sẻ với các em, đó chính là bộ đồ chơi cũng là giúp các em học tập tốt hơn. Ngoài ra bạn ấy còn một 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 một, một loạt các bạn khác nữa, mình sẽ thay bạn ấy. Mình sẽ mỗi lần mà mình muốn học tập ấy, các bé chỉ cần mở cái này ra này, đấy. Đó, bạn ấy có cả một cái bút nữa này, đấy. Đấy. Còn đấy. Đây nhá. Các bé ví dụ như là các em mà thích nghề nghiệp đúng không? Đây. Nghề nghiệp này, mình sẽ bấm vào nút nghề nghiệp này. Ở đây này, ở đây có chữ nghề nghiệp này. Đây nè. Đây là nghề nghiệp này, các bé sẽ bấm nghề nghiệp. Đấy. Nghề nghiệp thì mình sẽ cho cái bảng này nghề nghiệp vào trên đây, thế thôi, và mình sẽ bấm thì bạn sẽ nhắc cho chúng ta nhá. Ví dụ là như là y tá này. Đấy. Đấy. Là võ sĩ này. Đấy. À, bạn rất là thông minh luôn nhá. Đây là phi công này. Mình sẽ bấm phi công này. Đấy. Rồi, bữa sau anh sẽ cùng với các bé mình sẽ dạy nghề nghiệp này, tìm hiểu về số nữa này. Đây, dạy cả tiếng Anh luôn này. Nào các bạn đọc vận này, đấy. Hay chưa? Ôi nhiều lắm, đây là bảng chữ cái đấy nè. Ôi nhiều lắm. Đây là trái cây này, đấy, dạy cả tiếng Anh cho các bé nhé. Rồi, các bé nhớ đăng ký kênh để nhận được những món quà mới nhất và cập nhật video mới nhất từ kênh Sóc Quà TV nhá. Rồi, anh hẹn các em ở những video tiếp theo. Chào các em.